Trước thềm Tết Nguyên đán 2024, Asia Highlight của Trung Quốc, một trong những hãng du lịch được đánh giá tốt nhất tại châu Á, đề xuất danh sách 10 lễ hội văn hóa phải xem ở châu Á với nhận xét có một lý do khiến du khách thích ghé thăm các quốc gia điểm đến mới trong kỳ nghỉ này. Đó là vì có các lễ hội quy tụ mọi người thuộc mọi thành phần xuất thân để cùng cười đùa, tận hưởng niềm vui cuộc sống và chia sẻ trải nghiệm văn hóa. Chúng tôi tin rằng châu Á có thể tổ chức những lễ hội lớn nhất và nhiều lễ hội đa dạng nhất mà du khách có thể trải nghiệm. Góp mặt trong danh sách 10 lễ hội văn hóa phải xem ở châu Á có Tết Việt Nam, rất gây ấn tượng với các phong tục truyền thống và lễ hội sôi động. Bao gồm từ cảnh các phiên chợ Tết và phố phường, làng quê rực rỡ sắc màu, tới không khí ấm cúng khi các gia đình quây quần gói bánh chưng và chuẩn bị cỗ Tết, cùng nhiều điểm đến du xuân hấp dẫn sôi động không khí lễ hội. Cũng có tên trong danh sách 10 lễ hội văn hóa phải xem ở châu Á, với các lễ hội diễn ra trong tháng 2 còn có Trung Quốc và Singapore, được đánh giá là những nơi tuyệt nhất cùng với Việt Nam để trải nghiệm Tết Nguyên đán ở châu Á.